Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng đại loại nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về chu vi hình tròn. Biết diện tích hình tròn bằng 12,56 cm vuông. Thì ở đây cái bài hình tròn nó nằm ở bài cấp 1 và cấp 2 là nhiều nhất. Được chưa ạ? Thì cấp 1 giải cái bài này hơi khó, còn đối với cấp 2 thì bạn giải dễ rồi. Các bạn chỉ cần học cụ. Thì để giải quyết được bài này, các bạn chỉ cần thứ nhất, các bạn bước 1, các bạn nhớ biết vẽ hình. Biết vẽ hình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cụ công thức về chu vi cũng như là diện tích hình tròn. Đó. Nếu các bạn ở cấp 2 là bạn chỉ cần biết hai cái này thôi, được chưa ạ? Còn cấp 3, cấp 1 thì các bạn phải cần bước 3 đó là cắt giải. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ giải theo kiểu cấp 1 nha các bạn. Cấp 1, cái bước đầu tiên mình phải biết vẽ hình. Khi để vẽ hình tròn thì các bạn nhớ giúp mình phải có tâm và bán kính. Tâm là một điểm và dấu chấm nè. Bán kính là một đoạn thẳng bao nhiêu cm á, gọi là đoạn thẳng đó, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình tròn. Rồi vẽ một cái hình tròn. Các bạn phải xác định tâm đó, tâm bài, được chưa? Một ký hiệu là chữ O, và đây từ tâm đến một điểm bất kỳ trên hình tròn này, bất kỳ trên hình tròn người ta gọi là bán kính, được ký hiệu bằng chữ R là bán kính. Vậy tiếp theo các bạn cần nhớ đó là công thức tính chu vi của hình tròn. C được ký bằng C, 2 nhân 3,14 nhân cho R, được chưa? Thứ hai đó là diện tích hình tròn. Thì diện tích được ký hiệu bằng chữ S, bằng 3,14 nhân cho R nhân R. Thì ở lớp lớn thì ở công thức chu vi C sẽ bằng 2 nhân B nhân R. Còn ở lớp lớn diện tích hình tròn sẽ bằng B nhân R bình. Còn ở đây mình hướng dẫn cho các bạn ở cấp 1 nha các bạn. Cấp 1, được chưa? Vậy đề bài cho gì rồi? Cho diện tích rồi. Thì để tính nè, các bạn thấy không? Để tính chu vi thì các bạn chỉ cần tính được R là xong. Ok chưa? Vậy thì mình đã có diện tích rồi, các bạn phải tính bán kính R. Vậy để tính được có diện tích nha, bước 1 có diện tích hình tròn, tính bán kính. Thì các bạn nhớ bước giùm mình tính bán kính. Bước 1 ta lấy diện tích chia cho 3,14. Ok chưa? Rồi vậy mình sẽ làm nháp ở đây luôn. Diện tích của mình là 12,56 chia cho 3,14. 3,14 thì mình tính ra sẽ ra là 4, được chưa? Rồi bước 2 tách số vừa tìm thành hai số giống nhau nhân lại, được chưa? Thì 4 sẽ bằng bao nhiêu ạ? 4 sẽ bằng hai số nào nhân lại, hai số nào giống nhau nhân lại, 2 nhân 2. Vậy bán kính của mình chính là 2. Khi có bán kính rồi thì các bạn sẽ tính chu vi hình
hình tròn rồi các bạn giải. Bước đầu tiên các bạn phải khẳng định bán kính hình tròn là 2. Ok chưa? Ở đây bước này với bước này các bạn tính nháp nè. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ tính chu vi hình tròn. Chu vi hình tròn là sẽ bằng 2 nhân 3 phớt 14 nhân cho bán kính mình là mấy ạ? 2 thì bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở đây. Đơn vị chính là đơn vị của độ dài. Đó là cm. Ok chưa? Rồi các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Đó là cách hướng dẫn cho tất cả các bạn ở cấp 1 nha các bạn. Còn ở cấp 2 thì rất đơn giản rồi, chỉ cần chuyển vế đổi dấu rồi vân vân và vân vân là xong rồi. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.